quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 khóa 19. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 15 điểm cầu là các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, quán triệt triển khai bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Với tư duy khoa học và tầm nhìn khách quan, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sáng tỏ những thành tựu có nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được trong chặng đường vừa qua. Đặc biệt là trong 35 năm đổi mới đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là tất yếu và đúng đắn. Dù rằng đây là sự nghiệp vĩ đại khó khăn, không thể nóng vội, nhưng kiên định con đường ấy một cách tiếp thu bổ sung và sáng tạo có chọn lọc để học thuyết mà Đảng, Bác Hồ lựa chọn luôn mang hơi thở của thời đại, không rơi vào sơ cứng, trì trệ, lạc hậu. Tiếp đó, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trình bày kế hoạch nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ triển khai dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Mục đích của chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng thông qua quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển, những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và trách nhiệm cụ thể của các tập thể cá nhân, từ đó đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Theo đó, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp các ngành căn cứ chương trình hành động nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, rà soát, cập nhật, bổ sung kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp mình, cụ thể hóa bằng các đề án kế hoạch theo từng lĩnh vực có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện. Trong đó, có 5 nhiệm vụ cụ thể thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên là đẩy nhanh phát triển kinh tế gắn với công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện, gắn trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ, đẩy mạnh cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội, thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược. Phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 8, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục nghiên cứu quán triệt bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết 13 của Đảng vào xây dựng, thực hiện nghị quyết và nhiệm vụ của đơn vị tổ chức hàng năm, kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động mà nghị quyết đề ra, gắn tuyên truyền nghị quyết 13 với quan điểm chỉ đạo cốt lõi bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhằm củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân với chế độ, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.